viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16 giờ 30 phút chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và được sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, thận là cơ quan đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sống của con người. Khoảng 30 phút một lần, toàn bộ lượng máu trong cơ thể lại được lọc qua thận để loại bỏ các chất thải độc hại, giữ lại các dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể. Các bệnh về thận gây ra nhiều biến chứng phụ rất cao, do đó phải tìm ra dấu hiệu của bệnh càng sớm càng tốt trước khi quá muộn. Trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, có sự tham gia tư vấn của bác sĩ Phan Trọng Hoa, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi trao đổi cùng với bác sĩ Phan Trọng Hoa, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin bệnh về thận. Thận gồm có hai quả hình dáng giống như hạt đậu, nằm trong khoang bụng sau phúc mạc, đối xứng nhau qua cột sống. Thận phải nằm thấp hơn thận trái một chút. Các quả thận đóng vai trò là bộ lọc máu tự nhiên trong cơ thể và các chất thải theo niệu quản được dẫn đến bàng quang để thải ra ngoài. Trong việc tạo ra nước tiểu, các quả thận bài tiết các chất thải như ure, axit uric và ammoniac. Thận cũng có nhiệm vụ tái hấp thụ nước, glucose và các axit amin. Các tổn thương ở thận phụ thuộc vào nhiều yếu tố nguyên nhân. Đau thận gây ra đau vùng lưng, hông, sát gần xương sườn, có thể gây sốt. Ngoài ra, sự thay đổi màu của nước tiểu cũng do bệnh tại thận. Thông thường, khi có dấu hiệu đau lưng, nhiều người thường nghĩ đến bị sỏi thận. Tuy nhiên, có 98% đau lưng không phải do bệnh thận mà lại là do bệnh từ cột sống, lưng, thần kinh hoặc bệnh đau toàn thân. Các bệnh về thận không chỉ gây suy giảm chức năng của thận mà còn gây rối loạn chức năng hoặc nhiễm trùng đến nhiều bộ phận khác như bàng quang, đường tiểu, tiết niệu, tuyến tiền liệt ở nam giới. Nhìn chung, bệnh về thận rất nguy hiểm và là những ca bệnh nặng cần phải được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế. Trong cộng đồng, cần phổ biến kiến thức y học phổ thông để mọi người có ý thức bảo vệ sức khỏe, kiểm tra các dấu hiệu xét nghiệm sinh hóa, huyết học để sớm phát hiện bệnh về thận và có hướng điều trị tích cực. Vâng ạ, qua đoạn văn vừa rồi thì chúng ta cũng thấy một số cái thông tin bệnh về thận, tuy nhiên thì cũng chưa thật là đầy đủ. Vậy thì thưa bác sĩ Phan Trọng Hoa, thì bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào khiến cho thận của con người bị suy yếu ạ? Muốn biết nguyên nhân hoạt động bình thường hay suy yếu thận, trước hết ta phải biết cái chức năng sinh lý của thận. Thì chức năng sinh lý của thận là một cơ quan tạo và bài xuất nước tiểu. Để đảm bảo chức năng sinh lý này thì phải thông qua ba cơ chế, đó là lọc máu cầu thận, tái hấp thu và bài tiết ống thận và sản xuất một số chất trung gian, renin, erythromycin. Chức năng này thì đóng một vai trò nội tiết. Như vậy, chức năng chính của thận là duy trì sự cân bằng nội môi, quan trọng nhất là giữ cân bằng thể tích và thành phần ion của dịch thể, đào thải các sản phẩm giáng hóa trong cơ thể, quan trọng nhất là giáng hóa protein như ure, creatinin và acid uric, đào thải các chất độc nội sinh và ngoại sinh, điều hòa huyết áp qua hệ thống renin, angiotensin endogen, androsterone, điều hòa số lượng hồng cầu thông qua sản xuất erythropoietin và điều hòa chuyển hóa canxi và một số chất khác. Thì khi các chức năng này của thận giảm thì thận bị tổn thương hay đang gọi là thận bị suy yếu. Thì muốn biết, bởi vì chức năng thận thì bình thường nó chỉ hoạt động khoảng 6% cái khả năng của thận. Cho nên là ta cần phải tìm dấu hiệu để phát hiện sớm bệnh thận. Thì dấu hiệu đầu tiên là chúng ta phải dấu hiệu về lâm sàng, có nghĩa là các cái triệu chứng bản thân người bệnh nhận thấy. Đó là về tình trạng cảm thấy nó mệt mỏi, đau đầu, hoặc là hội chứng nước tiểu, tiểu ít, tiểu ra máu, tiểu ra mủ chẳng hạn, vân vân, hoặc là có triệu chứng của cao huyết áp. Cái thứ hai là xét nghiệm. Thì ta xét nghiệm như ở trên ta nói về chức năng của thận như thế, thì chúng ta xét nghiệm ure, creatinin, acid uric,
là bởi vì xét nghiệm ấy để biết là cái chất chức năng đào thải của thận có còn được giữ được bảo tồn được hay không. Thì thường thường là các cái chất này thì ví dụ như ure, creatinine là phải nằm dưới mức độ khoảng 120 mmol/L. Và một cái biện pháp nữa mà tin cậy nhất và phổ biến nhất bây giờ để chúng tôi đánh giá cái chức năng của thận đó là đo mức lọc cầu thận. Thì như lúc nãy phóng viên đã trình bày thì mức lọc cầu thận của nó bình thường là khoảng 120 mmol/phút. Nếu như mà dưới 90 mmol/phút là biểu hiện thận có biểu hiện là tổn thương, gọi là suy giảm chức năng thận. Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là thường thì những cái đối tượng nào là dễ bị mắc bệnh thận và các cái bệnh thận mà con người ta thường mắc phải là loại bệnh nào ạ? Nói về bệnh thận thì tất cả mọi người đều sẽ có thể mắc. Nhưng mà ở đây thì như vậy trong quá trình điều trị và theo dõi thì người ta thấy là cái bệnh lý cầu thận là một cái bệnh nguyên nhân hay gặp nhất. Thì trong bệnh lý cầu thận này dựa lâm sàng thì người ta chia làm 5 biểu hiện, 5 hội chứng. Hội chứng thứ nhất là hội chứng viêm cầu thận cấp. Thì cái này hội chứng đột ngột xuất hiện đái máu đại thể hoặc vi thể có protein niệu, phù, tăng huyết áp và có thể là suy thận cấp tính. Hội chứng thứ hai là hội chứng viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh. Thì đột ngột xuất hiện thiểu niệu, đái ít, protein niệu, thiếu máu, tiến triển nhanh dần đến suy thận. Trường hợp này là tiên lượng rất là xấu. Và trường hợp hội chứng thứ ba là hội chứng đái máu kéo dài hoặc đái máu tái phát ít. Thì xuất hiện đái máu vi thể hoặc đại thể nhưng protein niệu thì ít, không có hoặc không có. Và trong giai đoạn đầu thì không có kèm theo triệu chứng nào khác, chỉ có cái hội chứng đái máu không. Và cái thứ ba là cái hội chứng viêm cầu thận mãn. Thì biểu hiện của nó là phù, protein niệu kéo dài và đái máu vi thể, tăng huyết áp. Và hội chứng thứ tư gọi là hội chứng thận hư. Thì hội chứng này có phù, protein niệu cao, protein cùng với albumin, máu giảm, mỡ máu tăng. Thì nếu như các cái biểu hiện có các biểu hiện hội chứng này nếu mà không được điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ đi đến là suy thận. Trong suy thận thì người ta chia làm suy thận độ 1, độ 2, độ 3, độ 4, độ 5. Nếu như ở độ 1 thì người ta theo dõi, độ 2 người ta cũng theo dõi và điều trị bảo tồn, độ 3 có thể và đến độ 4 thì bắt đầu phải can thiệp bằng phương tiện khác, ví dụ phải làm cầu AV, lọc máu hoặc là phải ghép thận. Thì khi mà đã suy thận đến giai đoạn 4 rồi, đã phải ghép thận rồi thì nói chung điều trị rất tốn kém và kết quả không cao. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị, trong lúc trao đổi với bác sĩ Phan Trọng Hoa thì kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với quý vị khán thính giả đầu tiên gọi về cho chương trình, đó là anh Nguyễn Văn Nam ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ạ. Xin chào anh Nam ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Vâng, chào anh. Xin mời anh nêu những cái triệu chứng và cái sự quan tâm của anh để được bác sĩ Phan Trọng Hoa tư vấn và giải đáp ạ. Xin mời anh ạ. Dạ, em vì em có đi tiểu ấy. Anh nói to tí ạ. Vâng ạ, anh Nam ơi, anh Nam nói lớn lên một chút ạ, để bác sĩ có thể nghe được ạ. Tức là em có gặp thì tình trạng em khó đi tiểu á, khi mà đi tiểu tiền thì cũng có những lúc nó rất là khó đi. Và những cái trường ví dụ như là em nhìn tiểu hơi lâu lâu rồi sau đó mà đi tiểu thì rất là khó, đi xe bắt Nam á. Thì phải nhìn tiểu một thời gian rồi sau đó thì khi em xe dần để đi tiểu thì là không đi được, mặc dù là rất muốn đi. Thế bác sĩ em hỏi đó lại cho là có phải là vì khi về bệnh thần không, mà em đi khám thì là bệnh viện người ta chẩn đoán là bị nhiễm tiền liệt đến, sau đó thì uống thuốc nhưng mà cũng khỏi. Xin mời bác sĩ Hoa tư vấn cho anh Nam ạ. Trường hợp của anh ấy, thì anh là bệnh nhân nam. Anh đi tiểu khó nhưng mà số lượng nước tiểu thì không giảm, phải không ạ? Dạ, có khí lên đi nhiều lần là đi. Rồi, thì đối với bệnh nhân nam trong trường hợp ấy thì cái đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là bệnh về tuyến tiền liệt.
thì bệnh về tuyến tiền liệt á, thì nó có thể là chúng ta có thể là anh có thể đến một cơ sở y tế nào đấy, người ta siêu âm để kiểm tra xem cái tuyến tiền liệt anh to đến mức độ nào để mà chèn ép là cái niệu đạo gây cho anh khó đái hoặc đái dắt. À, anh Nam có đi khám ở bệnh viện thì họ có nói rằng là anh bị viêm tiền liệt tuyến ạ. Thế thì bác sĩ có thể tư vấn cho anh với cái bệnh này của anh thì cần phải điều trị như thế nào ạ? Còn nếu mà trong cái u xơ tuyến tiền liệt hoặc là viêm tuyến tiền liệt thì trong giai đoạn viêm cấp tính thì mình có thể có rối loạn tiểu. Nếu như mà anh đã đi khám chẩn đoán như thế rồi thì anh là điều buộc anh là phải điều trị dùng kháng sinh, là điều trị bằng nội khoa. Nếu như mà anh điều trị nội khoa bằng kháng sinh không đỡ thì anh là phải đến kiểm tra lại thì cái tuyến tiền liệt của anh ở u xơ hay là có một biểu hiện gì khác của tuyến tiền liệt để cần phải giải quyết sớm. Anh Nam nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ em nghe rõ, em vâng, xin được cảm ơn anh đã gọi về cho chương trình ạ. Vâng. À, tiếp theo thì chúng tôi xin được kết nối với một quý vị khán thính giả gọi về từ Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An ạ. Alo, xin chào chị ạ. À, dạ, alo. Vâng, chào chị. À, xin mời chị nêu câu hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ. Dạ. À, xin mời chị ạ, chị cứ nói đi ạ, bác sĩ sẽ nghe được cái câu hỏi của chị ạ. À, dạ, chị ơi, em có lần năm như năm ngoái ạ, là em bị sốt rồi đi tiểu khó rồi em mua thuốc uống ạ. Em mua trong liều thuốc có cả thuốc lợi tiểu ấy. Vâng. Thế thì bây giờ là như thế nào ạ? Tình trạng của chị như thế nào ạ? À, về em uống hơi sáu rồi, em đại mà có nghe mùi máu tươi ấy. Vâng. À, vâng, em đại cái ra mùi máu tươi mà sau đó là em thấy đau hai bên có thần lưng sáu á. Vâng. Không, em hỏi không biết liệu có ảnh hưởng như đến thần không ạ? À vâng ạ. À, tức là lúc chị đi tiểu thì chị thấy đau ở phía sau lưng phải không ạ? Dạ. Rồi ạ. À, xin mời bác sĩ Hoa tư vấn cho chị ạ. À, trong trường hợp của chị á thì chị có biểu hiện tiểu khó. Rồi là uống thuốc trong đó có lợi tiểu thì sau đó đi tiểu ra máu, đau vùng thắt lưng. Thì trường hợp này của chị thì chúng tôi nghĩ nhiều là chị là bị sỏi thận. Bởi vì là khi chị bị sỏi á thì là quá trình cái viên sỏi nó di chuyển, nó vận động, nó làm tổn thương cả cái đai bể thận, tổn thương điều quản, làm chị đái ra máu, mà ở đây là chị đái ra máu đại thể. Vấn đề thứ hai nữa là có một cái hội chứng nhiễm trùng gọi là sốt. Cái thứ ba nữa là tiểu khó. Thì tiểu khó thì do cái sỏi có thể là một điều quản thì nó gây cản trở cái đường tiểu, cho nên cái tiểu ít. Trên trong trường hợp này của chị á, thì khuyên chị cái thứ nhất là chị phải đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Thì tại ở đây thì người ta có nhiều phương pháp, nhưng cái thông thường nhất là người ta phải làm cái siêu âm thần niệu để biết được là chị bị sỏi ở vị trí nào và kích thước nó bao nhiêu. Trên cơ sở như thế thì để được bác sĩ có một định hướng để mà điều trị cho chị, hoặc điều trị bảo tồn, hoặc là điều trị lấy sỏi và đưa ra các phương pháp để lấy sỏi. Chị nghe rõ không ạ? Vâng. Thế bây giờ chị hỏi gì ạ? À, vì em uống thuốc đó, em đi tiểu mà ra nghe mùi máu tươi chứ không phải là ra máu á. À, chị, tức là đi tiểu mùi ra chị làm sao lại làm tiểu ra mùi máu như cái màu tươi luôn, nhưng mà không phải là ra máu ạ. À, tức là chị còn người là mùi màu tươi. Vâng. Thì cái đó đi thực chất nói thế này chị này, ở chị có lẽ chị phải có một cái nhận định chính xác, bởi vì nước tiểu là một cái chất thải, chất độc của cơ thể qua đường thận để xuống bằng quang ra ngoài. Thì nước tiểu thường là có mùi khai của ammoniac, rồi là chứ còn mà mùi tanh của máu thì có lẽ cũng phải chị ạ, chị phải xác định lại. À, chị nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ?
Vâng, có lẽ là chị nên sắp xếp thời gian để có thể đến các cái cơ sở y tế, và ở đó thì là các bác sĩ chuyên khoa sẽ có các cái biện pháp để là chẩn đoán cái căn bệnh cho chị và có cái phương hướng điều trị phù hợp. Xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Vâng ạ, tiếp Vâng, theo cảm thì ơn chị. chúng tôi sẽ kết nối với bác Lê Đức Thuần ở tỉnh Hà Tĩnh gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào bác Thuần ạ. Vâng, chào bác. Xin mời bác nêu cái câu hỏi để được bác sĩ Phan Trọng Hoa tư vấn ạ. Tôi muốn hỏi thì là hiện nay tôi còn điều trị bệnh gì đây mà tôi uống thuốc tây rất nhiều, thì bây giờ trong khi uống thuốc tây nhiều nó có ảnh hưởng đến bệnh thận không ạ? Vâng ạ. Xin mời bác sĩ Hoa tư vấn cho bác Thuần ạ. Trong các cái nguyên nhân mà gây bệnh thận mắc nợ thì thực chất thì người ta quan tâm đến nhiều đến dùng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh đấy. Cho nên khi bác điều trị thuốc dạ dày và các thuốc phối hợp để điều trị bệnh dạ dày á, thì trước hết bác phải tìm hiểu, phải đọc cái toa thuốc hướng dẫn đấy, là thuốc đấy có độc đối với thận hay không, và liều ví như nó có độc thì liều bao nhiêu đối với bác để khỏi tổn thương người thần. Bác Thuần nghe rõ tư vấn À, của bác bạn sĩ. nghe rồi, nhưng mà Vâng nếu ạ. như dùng dùng cái tích quá nhiều đi thì nó có sau này nó có ảnh hưởng đến thân không bác bác sĩ ạ? À, thế này, bởi vì tất cả các thuốc thì đều phần lớn nó thải thải trừ qua thận đấy bạn ạ. Rồi Cho nên rồi. là hơn nữa trong dùng thuốc á, thì cái sự phối hợp thuốc thì người ta phối hợp một hoặc hai thứ, tối đa là ba thứ, chứ không thể mà dùng nhiều thứ cùng một lúc được. Bởi vì bản thân là bác dùng nhiều thứ thuốc một lúc á, thì là như vậy là bác không biết được cái tính chất của từng loại thuốc một, thì có thể uống vào rồi nó tự nó có thể nó tự là làm giảm cái tác dụng đi. Cái thứ hai là nó tăng cái biến chứng, cái tai biến của thuốc lên bạn ạ. Rồi Đấy. Vâng ạ. rồi xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác đã gọi về chương trình. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với chị Nguyễn Thị Thanh, gọi điện thoại về từ thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An ạ. Xin chào chị Thanh. Vâng ạ, chào bác sĩ đi chào cũng ạ. Vâng, chào chị. Xin mời chị nếu có câu hỏi để được bác sĩ Hoa tư vấn cho ạ. Vâng ạ. Chào bác sĩ, cho tôi thì đi khám thì xét nghiệm thì không nói về bệnh thận, nhưng mà tôi đi chạy tiểu đêm một đêm thường thường cứ 3 lần ạ, mà lại đau lưng rất nhiều ạ. Thì chị hỏi bác sĩ từ đó có phải là cái hiện tượng của thận đúng không ạ? Vâng ạ. Thế năm nay thì là chị Thanh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay tôi là 58 tuổi rồi ạ. À vâng ạ. Vâng ạ, Vâng. bác Thanh đã 58 tuổi rồi và buổi đêm thì đi tiểu rất là nhiều. Xin mời bác sĩ Hoa tư vấn cho bác Thanh ạ. Và đau lưng rất nhiều nè. À vâng ạ, Yeah. đau lưng ạ. Thì riêng cái trường hợp của chị á, thì chị đã khám một bệnh viện rồi, và bác sĩ đã kết luận là chị không bị bệnh thận, đúng không Vâng ạ. ạ? À, không bị bệnh thận, nhưng mà bác sĩ không kết luận là chức năng thận của chị có còn được bình thường hay không đấy. Thì nếu như mà trường hợp của chị á, bởi vì khả năng nếu mà quả thận bình thường á, thì về ban ngày thì tiểu, nhưng ban đêm thì khả năng cô đặc của thận rất là lớn, thành rất là tốt, thành thử là những người trẻ tuổi hoặc là không bị bệnh thận thì một đêm mới đi tiểu một lần, thậm chí không đi tiểu đấy. Nhưng mà riêng trường hợp của chị ấy, là đi tiểu đến 4-5 lần thì khả năng cái chức năng của thận của chị là giảm sút, thành thì khả năng cố đặc của nước tiểu nó không đảm bảo được để gây lên chị đi tiểu một đêm 4-5 lần. Vâng ạ, và cháu tôi hỏi thì tôi đi tiểu lên được là rất đục ạ. Nước tiểu rất là đục ạ. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho bác Thanh xem là À, về nước tiểu á, nước tiểu đục thế này, bởi vì trong thời gian gần đây mà hiện nay mà, thì người ta khuyên thế này, người ta khuyên mỗi mỗi ngày mỗi người nên uống tối thiểu là 2 lít nước, thì để cho thận nó bài tiết và lọc được các chất độc trong cơ thể. Thì nếu trường hợp của chị thì nước tiểu đục, và như thế thì chỉ một ngày chị có thể uống được bao nhiêu nước là một, cái thứ hai là cái lượng nước tiểu một ngày chị đi bao nhiêu đấy. Thì để mà giải quyết cái phần cái tình huống nước nước tiểu đục của chị ấy, thì trước hết là nên chị uống đủ nước,
Cái thứ hai là không nên nhìn đái, bởi vì chị đêm thì đái nhiều lần, có thể là chị ngại dậy chị nhìn đái đấy, và như thế thì nước tiểu nó khả năng nó sẽ là hết đục. Vâng ạ. Dạ. Nhưng bác sĩ nói rồi, con này là cháu uống kháng sinh chưa dạ dày nhiều rồi là tính như vậy phải không ạ? Mà là chị lấy nước con dùng thuộc chữa dạ dày nè. Vâng, tôi không dạy dày thì uống thuộc nước kỳ dạ dày chiếm bơ cắm bể. À, lại nó còn phức tạp đến thế là cơ. Vâng thế ạ. Này chị ạ, à, trong cái nói bây giờ thì nói tóm lại, nếu mà chị cả cái bệnh của chị như thế thì cái bệnh thận thì chúng ta có thể chưa có kết luận, nhưng mà riêng về cái bệnh viêm bờ cong bẻ của chị ạ, vâng, thì mong chị hãy sớm đến bệnh viện để kiểm tra và sửa và điều trị, bởi vì viêm bờ cong bẻ thì nói chung rất nguy hiểm. Vâng. Bởi vì trước đây thì người ta có quan niệm có nghĩa viêm bờ cong bé dễ ung thư hóa, nhưng bây giờ ngược lại, người ta lật ngược lại, người ta lại bảo này là ung thư hóa gây viêm lẹt bờ cong bé. Đấy, cho nên chỉ cái này chỉ phải đến bệnh viện nội soi rồi sinh thiết, rồi làm tất cả các là thủ làm sự kiểm của một cách hệ thống để mà đưa ra một cái chẩn đoán mà có cái điều trị tích cực sớm. Vâng ạ. À, xin hỏi bác sĩ là tôi cũng đến bệnh viện ung biểu để nội soi rồi ạ. Và tôi xin sinh thiết thì họ bảo là chưa cần phải sinh thiết. Nhưng mà điều trị thì cũng không thấy lành bác sĩ ạ. Thôi thì bây giờ thế này, bây giờ đến chỗ này không được thì mình phải đến chỗ khác. Có thể là mình ra bệnh viện trung ương nhà hạn. Vâng ạ. Để có nghĩa là đến một cái chỗ nào nó tin cậy nhất để người ta đưa ra một cái chẩn đoán cho mình chính xác và có một cái thái độ xử lý đúng đắn. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn cô. Vâng ạ, chào bác ạ. À, tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả Nguyễn Khánh Tung gọi điện từ thành phố Vinh, Nghệ An ạ. Xin chào anh Tung ạ. Dạ đấy ạ. Dạ. À, xin anh hãy nêu cái câu hỏi để được bác sĩ Phan Trọng Hoa tư vấn ạ. À, vâng, em thưa bác sĩ là em bị cái đau cổ mang đau lắm từ vai đến xuống tay, mà hiện tại là dương vẫn nó đau, mà nhất là đêm. Mang đau là em chịu nổi, mà khi khám ở bệnh viện thành phố thì họ bảo là bị viêm cái dây chằng cái ở sau bờ vai ạ. À, xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Em năm nay 54 ạ. Dạ. Anh ấy cái tuổi 54 mà, thì cái tuổi xương bắt đầu nó có cả cái thoái hóa, mà nhất là cả cái thoái hóa cột sống. Vâng. Thì những cái bệnh lý của anh ấy thì ở trong y học người ta gọi là hội chứng vai gáy, hoặc là cái vâng. À, do mà cái nó chèn ép dây thần kinh ở cổ gây nên một hội chứng như thế anh ạ. À, thì khuyên anh là trước hết anh phải chụp đột thông cổ bằng các chụp phim thả nghiêng, hoặc là nếu có điều kiện hơn anh chụp phim MRI để biết được cái mức độ nó chèn ép đến tủy cổ nào. À, vai nhưng mà lại là họ lại mang như em cho người chúng bên dùng nhiều để người bị đau, nhưng mà họ thường xuyên cũng bị đau như em ạ, mà em mới thường xuyên là bị đau mà nhận lên mới được hôm nay, cho nên em muốn cho họ là khi đi cách phương pháp tiêu thì là khi bỏ chủ khí uống đờ là đờ đi là cho bác sĩ chỉ dẫn đến gì ạ. Có nghĩa là anh là điều trị ở bệnh viện rồi ạ? Vâng ạ. Anh là điều trị ở bệnh viện nào ạ? Về thành phố đi nhiều lần rồi mà chụp phim là bảo là vô chứ cổ. Thì vừa rồi là em nằm ở khoa trong ấy là bảo là bị viêm đi cái chăng ở đâu có máy ạ. Không, thế này, cái đó là bởi vì thế này, anh là có một cái bằng chứng rồi, bằng chứng có nghĩa là anh là vôi hóa đột thông cổ rồi, kèm theo anh bị đau vai, phải không ạ? Đau cổ, phải không ạ? Và khi thời tiết thay đổi thì nó tăng lên phải không ạ? Dạ. Dạ. Thì là
đã có như thế rồi thì bây giờ thế này, bây giờ nếu như anh mà cứ tiếp tục anh theo anh cứ theo dõi, anh điều trị mãi ở cái bằng thuốc tây ấy mà, thì khi mà anh điều trị thuốc tây để nó đỡ đau hoặc là nó đỡ cái đau cái tê bì của cái vai gáy của anh á, thì đã dùng thuốc tây á, thì nó lại có hai mặt của nó, một mặt lợi một mặt hại đấy. Mà thường thường những cái này thì thường thường phải dùng thuốc giảm đau đấy. Thế mà dùng thuốc giảm đau thì phần lớn các nhóm thuốc giảm đau là đều ảnh hưởng dễ dày cả đấy. Thế nên cái này khuyên anh là anh phải điều trị bằng phục hồi chức năng đấy. Ví dụ anh dùng khoa phục hồi chức năng bệnh viện tỉnh, người ta sẽ có biện pháp điều trị cho anh để đỡ. Xin được cảm ơn anh đã gọi về chương trình ạ. Và với tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là anh sẽ đi đến các trung tâm y tế và có cái phương pháp điều trị phù hợp. Tiếp theo thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả tên Đài ở Bắc Cạn gọi về ạ. Xin chào Đài ạ. Alo. Vâng ạ, chào anh ạ. Anh nếu có hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ, các cái sự quan tâm của anh về bệnh tình của anh hiện nay như thế nào ạ? Vâng. Vâng, chào chị, chào bác sĩ. Dạ. Vâng. Anh cứ nói đi ạ, bác sĩ nghe được câu hỏi của anh ạ. Dạ. Tôi xin hỏi bác sĩ là tôi có căn bệnh thì bình thường mà tôi... Vâng. Bình thường thì tôi ngủ thì nằm xuống thì nó buồn đái và tức đái. Cái gì đứng thì lại không sao, nhưng đi đái thì lại không vấn đề gì. Mà một đêm thì tôi đi đái khoảng độ 3 lần đến 5 lần. Đấy, nhưng mà đái thì lại không ra. Không có không đái thì lại không có nước tiểu. Không có nước tiểu. Mà nằm xuống thì lại nó rất tức đái, tức như là mình nhịn đái. Vậy thì tôi hỏi bác sĩ đó là nó có phải là do bệnh thận không ạ? À, thế này bác ạ, bác ở tuổi 55 nhỉ? Vâng. Thường thường đêm là bác đi tiểu thì 3 5 lần nhưng là không có nước tiểu, có nghĩa buồn tiểu, nhưng mà đứng dậy đi tiểu thì lại không ra nước tiểu. Và khi nằm xuống thì lại cảm thấy nó tức ở vùng bụng dưới, phải không ạ? Alo. Xin mời bác sĩ cứ trả lời đi ạ, họ nghe được ạ. Bác sĩ trả lời nhanh để có thể... Nó nằm tức ở bụng dưới. Thì khả năng bác phải kiểm tra lại cái tuyến tiền liệt của bác. Bởi vì có cái u sơ tuyến tiền liệt để nó gây tắc cái đường tiểu, nó tắc đường đạo. Cho nên là khi bác đứng thì nước tiểu dồn xuống, bác buồn gây kích thích buồn đái nhưng đái không được. Khi bác nằm thì nước tiểu nó dồn ngược lên thì bác cảm thấy nó tức bụng. Đấy. Thì là bác nên kiểm tra tuyến tiền liệt bằng siêu âm hoặc là bằng chụp CT hoặc là tùy điều kiện y tế của địa phương bác. Như vậy là với cái triệu chứng của bác Đài thì là bác nên đến các cơ sở y tế để có các cái phương tiện hiện đại phát hiện được căn bệnh của bác và có cái hướng điều trị phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gọi về cái chương trình. Tuy nhiên thì đến đây thời lượng cái chương trình đã hết rồi. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Trọng Hoa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7:00 sáng chủ nhật hoặc 7:00 sáng thứ năm tuần sau trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Quý vị quan tâm cũng có thể xem lại trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn hoặc nghe lại chương trình này trên trang web radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bản tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn tiếp tục về chủ đề bệnh về thần niều này để có thể là tư vấn cho quý vị khán thính giả trong chương trình hôm nay chưa có thể kết nối được với bác sĩ. Quý vị quan tâm có thể gửi câu hỏi qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 038-6262-999 vào tất cả các ngày trong tuần. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.